Hôm nay Ngân sẽ tổng hợp những câu chuyện có thật về người sắp chết bị quỷ nhập tràng. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cứ nửa đêm, cậu tôi lại hiện về quấy phá. Đã có ai từng chứng kiến người nhà treo cổ chết như em chưa ạ? Em xin được kể lại câu chuyện của bản thân. Năm đó em học lớp 11, em nhớ rất rõ vì cô giáo chủ nhiệm của em dạy toán. Tiết cuối cùng của hôm đó là môn hóa, nhưng vì cô giáo dạy hóa có việc nên đổi tiết học thành môn toán. Cô chủ nhiệm của em đã dặn từ hôm trước rất kỹ, nhưng lỡ đệnh thế nào em lại quên nên không mang theo bài tập toán. Thế là nghỉ giải lao giữa tiết, em phi xe về nhà để lấy bài tập. Được cái là nhà em cách trường chưa đầy một cây. Em thì ở với bà ngoại và cậu của em. Bà ngoại em làm nghề bán hàng mã ngoài chợ nên bà thường ở lại sạp đến gần tối mới về. Còn cậu em thì mới ly dị mợ được nửa năm nên về ở chung. Bố mẹ em thì đi xuất khẩu lao động bên Đài nên là thật ra nhà neo người buồn lắm. Về đến nhà em mở khóa cổng rồi đi thẳng ra phía cửa phụ. Phòng của em nằm ở phía bên đó nên em không đi lối cửa chính làm gì cho mất công. Em lấy bài tập xong định phi ra cổng thì ma xui quỷ khiến thế nào mà con vẹt cậu em nuôi cứ vỗ cánh phành phạch, lao đầu vào chuồng hét lên nói: "Ông Toàn chết rồi, ông Toàn chết rồi." Cậu em tên là Toàn nha mọi người. Em thấy làm lạ nhưng đang vội nên kệ. Nhưng khi đi qua cửa sổ phòng khách em vẫn nhòm vào thử xem sao. Lúc mới nhòm vào thì em thấy có dáng ai tỏng ten giữa nhà. Lúc đó chân tay em quýnh hết lên. Em đu lên cửa sổ nhòm lại lần nữa thì đúng là có dáng ai đang tỏng ten ở giữa nhà thật. Lúc này em không nhìn được mặt vì khuất, em run cầm cập đi lại phía cửa chính rồi mở toang ra. Cảnh tượng trước mắt rất khủng khiếp, cậu em treo cổ ngay dưới cây quạt trần. Lúc đó em sợ quá ngã ngược ra phía sau rồi vừa co giò vừa chạy hết lên kêu cứu. Người cậu em tím ngắt, hai con mắt đỏ rực những tia máu, nước dãi chảy đầy xuống mép và cậu Đái ướt hết cả cái quần cậu đang mặc. Chắc chắn cái chết của cậu đã được cậu chuẩn bị rất chỉnh chu vì cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây màu xanh. Cậu còn bỏ áo vào trong quần, có cài cả dây thắt lưng nhưng lại đi chân đất. Lúc mọi người chạy đến thì cậu đã lạnh ngắt, các ngón chân thẳng đơ tím lè. Lúc đó em sợ lắm, đứng trong góc nhà mơ mơ màng màng không biết là thật hay là ác mộng nữa. Vừa lúc này thì hàng xóm rước bà ngoại về tới, thấy cậu nằm đấy. Ngoại lao vào vừa đánh xác cậu vừa chửi: "Mẹ nuôi mày bằng này rồi, mày báo hiếu mẹ thế này hả con? Sao mày bất hiếu vậy con? Mẹ già thế này rồi mà mày chưa đẻ mẹ, mày sống vui được ngày nào?" Lúc này nhìn ngoại thương lắm, khóc vật vã rồi lại lịm đi, tỉnh lại rồi lại khóc, lại lịm đi tiếp. Hàng xóm phải cử mấy người canh ngoại đừng để chuyện xấu nhất xảy ra. Còn em thì cứ như thằng mất hồn. Nghĩ thấy thương cậu, mới tối hôm trước cậu ngồi ngoài hiên uống rượu một mình, cậu thấy em còn nói mày ra làm với cậu vài chén. Em thì không uống được nên cũng chỉ cười xòe xòa: "Mai con đi học sớm rồi cậu." Với lại con cũng không uống được, giá như biết trước thì em đã ngồi xuống tâm sự với cậu rồi. Chuyện cậu treo cổ chết cũng xong rồi, mọi đau buồn rồi thời gian cũng sẽ làm lành thôi. Nhưng chẳng biết do tâm trí em nhút nhát thích tưởng tượng hay là có thật mà cậu em về hoài. Chuyện là sau đám tang cậu được khoảng chục ngày, em phải ôn thi học kỳ nên thức khá muộn. Tiềm thức thì lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi và lạnh người, như mấy bà hàng xóm vừa tối nãy qua thăm ngoại em còn thì thầm nhau: "Lạnh bà nhờ, bước vào nhà mà sao lạnh hết cả sống lưng." Mà thằng Toàn này cũng ngộ, thiếu gì cách để chết mà lại treo cổ ngay giữa nhà vậy. Nhà còn có mỗi hai bà cháu. Từ ngày cậu chết, ngoài những lúc tiếp khách thì ngoại tự nhốt mình trong phòng tụng kinh cầu nguyện, nên thật ra nỗi sợ trong em nó luôn ở trong cấp số nhân. Lúc nào em cũng để đèn điện sáng choang và đặc biệt rất sợ nghe tiếng đài niệm A Di Đà Phật. Tiếng đài niệm kinh đó thì mở cả ngày lẫn đêm, càng làm tăng thêm vẻ âm u huyền bí cho căn nhà. Thật sự khoảng thời gian đó em chẳng còn tâm trí đâu mà học hành, cả đêm thì không dám ngủ, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật, không tài nào tập trung được vào bất cứ việc gì. Rồi nỗi sợ cũng đến, có lẽ sau mấy ngày sợ hãi không dám ngủ thì thân thể cũng mệt mỏi. Đêm đó cũng như mọi đêm, em để đèn sáng choang, đang ngồi học ở bàn lại mệt quá gục xuống bàn ngủ luôn. Lúc này em bị giật mình tỉnh giấc vì con vẹt ngay bên hiên nhà cất tiếng nói: "Ông Toàn đá bóng, ông Toàn đá bóng." Lúc đó em giật hết cả mình vì con vẹt này từ ngày cậu chết nó cũng không mở miệng nói nữa. Ai cũng bảo nó có thần giao cách cảm với cậu em, em cũng chẳng tin mấy. Nhưng tự nhiên đêm hôm đó nó lại cất tiếng khiến em sợ lắm. Vì thật tình là ngay bên góc vườn khi cậu em còn sống có làm cái sân golf để khi rảnh rỗi ra chơi bóng cho khỏe người. Mỗi lần cậu chơi bóng là con vẹt đều cũng sẽ líu lo nói: "Ông Toàn đá bóng, ông Toàn đá bóng." Cửa sổ thì đóng kín rồi, em không biết ở ngoài sân lúc này có gì, nhưng con vẹt thì cứ bay phành phạch như đòi sổ chuồng vậy. Nó vẫn luôn miệng nói giống y như lúc cậu em còn sống đang chơi với nó vậy. Em sợ quá nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít. Vừa lúc này thì dầm một cái tiếng quả bóng đập vào tường khiến em co rúm lại nằm khóc thút thít. Em nhớ ngay đến quả bóng ngoài sân của cậu em. Buổi chiều có thằng bé theo bà nó qua đây chơi, nó cầm lên nghịch nhưng ngoại em nhắc nó là: "Con chơi nhưng mà con đừng cầm về nhá." Của chú Toàn đó. Thằng nhóc nghe đến cậu em thì nó vứt quả bóng lại góc sân không dám chơi nữa. Giờ tự nhiên quả bóng như có ai đang chơi ngoài sân vậy, khiến em thật sự rất sợ hãi, rồi lại thêm một đêm mất ngủ nữa. Đêm hôm sau em cũng ở trong trạng thái như vậy, nhưng lần này em bị đánh thức bởi tiếng quạt trần quay. Do quạt trần để lâu ngày không sử dụng thiếu dầu, tiếng quạt quay nghe ken két rệu rã. Em mở mắt thức giấc thì nhà cửa tối thui, em hoảng quá lại leo lên giường trùm chăn kín mít. Em thì biết đèn là do ngoại tắt nhưng tiếng quạt đang quay giống y như là có cái gì nặng lắm bị đè
mà nó cứ sền sệt. Tiếng đó quay được khoảng 2-3 phút thì tắt. Sau đó em nghe tiếng bước chân đi đi lại lại ngoài phòng khách, rồi tiếng mấy ly rượu cụm vào nhau giống y như hồi cậu em còn sống. Em hoảng và ngộp thở quá, mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ướt đẫm lưng, nóng vô cùng, nên em đành thò mặt ra khỏi chăn cho dễ thở. Vừa mở mắt ra thì em thấy có bàn chân trắng dã thò lủng lẳng ngay trước mặt mình. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi, lúc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cũng là lúc em sợ quá mà vừa khóc vừa thì thầm: cậu ơi, con sợ lắm, cậu đừng về dọa con nữa. Tại sao em lại sợ mùi rượu? Em xin phép giải thích cho mọi người nghe. Do lúc liệm cậu em, ngoại em có cầm chai rượu nếp xoa lên khắp tay chân và mặt cậu. Lúc đó ai cũng cả. Nhưng ngoại em nói thế này: người ta chết ai cũng có mùi đặc trưng riêng. Có thằng Toàn nhà tôi chết trẻ, tôi lại chẳng biết mùi của nó. Tôi già rồi, mắt mờ, tay run, tôi sức rượu cho nó. Để mỗi khi nó về thăm tôi không nhìn thấy, thì tôi chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là tôi biết nó về. Em nằm đó sợ thật sự, tiềm thức lúc đó hoảng loạn, sợ hãi lắm. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy gần một tháng trời. Em sút gần 7 cân, người lúc nào cũng lờ đờ như thằng nghiện. Em không hiểu sao cậu em lại cứ về phá, không cho em ngủ, làm đủ trò để chọc em. Đêm thì giật chăn, có đêm đang nửa đêm cậu mở toang cửa sổ phòng em, còn dạy con vẹt chửi em nữa. Cứ lâm ngu lắm, lâm ngu lắm. Trong khi câu này em chưa bao giờ nghe thấy nó nói trước đây cả. Thậm chí cậu còn phá cả sách vở của em, làm rơi rớt lung tung, có đợt còn giấu cả bài kiểm tra của em, ý muốn trốn học luôn. Cho đến một hôm mọi thứ bắt đầu dừng lại khi em dọn dẹp lại đống sách vở. Em tìm được bức thư và hơn 70 triệu cậu để lại. Trong thùng sách vở cũ của em, cậu nhờ em chuyển lại cho vợ và hai đứa con của cậu dùm. Đại loại là dặn mợ giữ lại 50 triệu cho hai đứa trẻ ăn học, còn 20 triệu thì trả nợ mấy chỗ mà mợ không biết. Sau khi đưa thư và tiền cho mợ xong thì từ đó em không gặp thêm điều gì lạ nữa. Em sợ đến đây mọi người lại nói cậu em bất hiếu, không nghĩ gì đến mẹ già mà toàn nghĩ đến vợ con. Thì chẳng là lúc cậu em che cổ có để lại một bức thư ngay ngắn trên bàn phòng khách, cũng có để lại 50 triệu tiền gửi bà ngoại để cho ngoại dưỡng già, thêm cả 25 triệu tiền mai táng. Chắc cậu em cũng có nỗi khó xử nên mới để thư và tiền cho mợ ở phòng của em, không muốn mẹ chết ngày xấu. Cái kết khiến mẹ bị quỷ nhập tràng. Để tao kể cho chúng mày nghe. Ở đối diện nhà tao có hai vợ chồng lớn tuổi, thương nhà tao lắm nên ba mẹ tao hay gọi là ba mẹ nuôi cho nó tình cảm ấy mà. Năm đó bà cũng đã hơn 60, cách đây khoảng 5-7 năm gì đó, hồi tao còn đi học đại học, nên những gì tao sắp kể ở đây được mẹ tao tận mắt chứng kiến và kể lại cho tao nghe. Bà bị ung thư đại tràng, lúc phát hiện cũng đã giai đoạn cuối, gia đình chạy chữa các kiểu, nhưng giai đoạn cuối rồi mà nên thời gian cũng không được nhiều. Vì bị ung thư đại tràng nên càng lúc bà càng yếu và không ăn gì được, sau cùng chỉ nằm một chỗ và uống nước cầm hơi. Con cái trong gia đình có đi xem thầy để coi xem khi nào bà mất. Được biết trong ngày 14 âm lịch của tháng đó là bà sẽ đi. Đúng hôm đó bà yếu hơn hẳn, có lúc mở mắt để nhìn con cháu lần cuối, nhưng mấy người trong nhà xem thầy lại nói là để bà giáng sống qua hôm đó thì con cháu làm ăn mới được, bằng không thì sẽ sa sút lụi bại gì gì đó. Lúc bà sắp đi cả nhà đều khóc và van xin bà đừng đi. Đêm hôm đó bỗng dưng trời mưa, mẹ tao kể là chim lợn bay vòng vòng kêu la nghe ghê dữ lắm. Và cuối cùng bà không mất thật, hôm sau bà có thể ngồi dậy và kể lại cho cả nhà nghe. Lúc bà sắp đi tụi con khóc quá, má không nỡ đi nên bị quỷ sai dùng chùy sắt đánh má, má đau quá trời quá đất luôn. Mọi chuyện từ đây mới bắt đầu nè. Đang từ một người nằm thoi thóp mạng sống đếm từng ngày từng giờ, thì sau lúc bà kể lại với con cháu chuyện bị bắt mà không chịu đi đó, bà còn kể đi tới một cây cầu lớn, trên đó toàn người mặt mày nhợt nhạt, người ngơ ngơ ngác ngác. Bà sợ nên quay đầu lại không dám đi nữa. Đoạn này nhiều chi tiết lắm nhưng mình không nhớ rõ, đại loại là bà đang đi trên đường đi xuống âm phủ đó mọi người. Từ lúc này bà như một người khác, bắt đầu đòi ăn đòi uống, có thể ăn lại được cơm, có thể nói cái gì bà cũng ăn được mà ăn rất nhiều. Người nhà thì thay phiên nhau chăm bà, nhưng túc trực thì khoảng 3-4 người gì đó. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 tuần. Có một lúc thằng em mình qua chơi, lúc đó nó còn học cấp 3 nên vẫn còn ở nhà. Xong về nhà nói với mẹ mình là hình như con nghe mùi bên nhà đó, giống như có mùi người chết vậy. Trong khi em mình từ nhỏ cho đến lúc đó chưa từng chứng kiến bất kỳ ai chết cả, kể cả là người thân hay là người lạ bên ngoài. Mẹ mình nghe thấy vậy sợ quá, không cho em mình đi đâu ngoại trừ giờ đi học. Cả nhà thấy tình hình không ổn vì lúc này biết không phải là bà nữa rồi. Những người thường xuyên túc trực thì sau thời gian chăm này ai cũng xanh xao, kiểu không phải do mệt mỏi, do chăm người bệnh, xanh một cách kỳ quặc. Sau này mới biết là do tiếp xúc gần nhiều với bà nên những người này bị hút đi dương khí. Xong con cái bàn nhau thỉnh thầy về để tụng kinh siêu thoát cho bà. Thầy này chỉ tới lập bàn thờ Phật, hoa quả, nhang đèn rồi tụng như mấy thầy vẫn hay tụng ở đám ma mọi người, không đủ lực để chụp được. Tụng mấy ngày nhưng mà cũng đâu vào đó, bà vẫn sống, ngồi nghe kinh nhưng cười khanh khách, kiểu như là tao coi tụi bay làm được trò trống gì ấy. Sau 3 ngày không có kết quả thì thầy về không tụng nữa. Bỗng dưng một buổi chiều gần tối, trời đang chập choạng, có một người lạ đi ngang nhà, tay cầm tay nải đứng giữa sân nhà, nói vọng vào kêu là bà này chưa chết được đâu, phải tới ngày này này. Đoạn này mình không nhớ rõ là người này nói cụ thể như thế nào, nói chung là phải tới ngày này ngày kia thì bà mới có thể đi được. Cập nhật về phần bà thì lúc này người đã bốc mùi ra rồi nha mọi người, người ngoài chạm vào giống như là chạm vào người đang phân hủy, nó cứ lún lún rồi nhão nhão.
lão ra ấy, da thịt trương lên, trong khi lúc sắp mất bà chỉ còn da bọc xương thôi, vì thời gian dài bà bị bệnh, đâu ăn được gì đâu. Cả nhà lại đi tìm thầy, rồi bàn nhau chở bà đi để thầy làm phép cho bà mất. Má cái nhà đúng khó hiểu luôn, lúc người ta muốn mất thì khóc lóc van xin kêu đừng mất, tới hồi không mất được thì lại tìm đủ mọi cách để bà mất đi. Xong họ cũng tìm được một ông thầy chở bà đi bằng đò hay là gì đó, phương tiện chỗ mình di chuyển bằng đường sông, tới nơi cho bà ngồi xếp bằng. Ông thầy trùng mền lại, ở trong đó ông thắp cây đèn cầy xong đọc chú gì đó, vừa đọc vừa hơ đèn khắp người bà. Mọi người nghĩ da người bình thường nếu hơ đèn cầy cùng lắm sẽ ấm ấm hơn một tí thôi, nhưng da bà thì bỏng rộp lên, rồi cháy xém xém lớp da, khô quắt lại rồi chìa chìa ra sần sùi như lớp ngoài của cái cây gỗ khô ấy, trông khá là ghê rợn. Con cái trong nhà đấy, nhưng mà ai cũng sợ hết. Làm lễ đó xong thì bà mất thật. Mình nghĩ con ma quỷ đó trong người bà không quá mạnh, chở bà về mà con cái khoảng 8-9 người không ai dám lại gần, trốn hết luôn mà. Người bà lúc đó xì xì cái nước thúi ra. Cuối cùng mẹ mình và một người con dâu lau người thay đồ cho bà để còn mang bà vào liệm đám ma 2-3 ngày, nhưng nghe đâu mùi trong nhà rất thúi, dì cả nước ra khỏi quan tài nhỏ xuống nền nhà luôn mà. Bà được mai táng cẩn thận, nhưng mỗi khi nhắc lại trong xóm ai cũng ghê sợ. Lúc bà tỉnh dậy gặp ai bà cũng kêu ngồi lại gần, mục đích là để hút dương khí á mọi người. Con cái đi coi thầy chưa về đến nhà thì bà ngồi ở nhà có thể kể lại vanh vách nội dung nói chuyện giữa con bà và thầy á mọi người. Kêu là tụi này đi coi bói làm cái gì không biết, mấy người đó không làm gì được tao đâu. Đúng là nỗi ám ảnh của cả xóm trong thời gian đó. Mặc dù khi còn sống bà sống ở đời rất tốt bụng, xung quanh ai cũng yêu mến, bị quỷ nhập tràng nhai hết đầu chó đầu gà trong xóm, còn định giết luôn cả người. Hồi trước trong xóm tao có bà kia, bà sống có một mình, tao gọi tắt là bà A nhá. Con cháu đi làm ăn ở tận nước ngoài lận nên chỉ gửi tiền về cho bà sinh sống thôi. Nhà thì con cháu gửi tiền cho xây nên trông cũng khá giả lắm. Rồi đợt đó có hai mẹ con kiểu như gà mái nuôi con ấy, bà con trong xóm thấy thương nên xúng lại xây cho một căn nhà nhỏ tạm bợ, rồi ai mướn gì làm đó. Xong bà A thấy vậy kêu hai mẹ con đấy qua ở chung, vì bà cũng chỉ sống một mình, rồi có gì hai mẹ con đó tiện chăm sóc cho bà. Cái tháng bà cho ít tiền để nuôi con nhỏ luôn. Thế là chị này dọn qua ở với bà A. Được một thời gian xong thì cái bà A này bệnh nặng, chuyển lên bệnh viện, bác sĩ nói không cứu được. Gia đình đem về mà chăm sóc, chị này điện cho con cháu của bà ở nước ngoài thì mấy người này bảo không thể về được nên gửi tiền về cho chị này chăm lo cho bà A. Ngày thì bà nằm thoi thóp vậy, đút gì cũng không ăn hết. Người ta thấy vậy thì nói là bà sắp đi rồi. 2-3 tháng sau mà bà ấy vẫn vậy nha, không ăn không uống gì nhiều, nhưng không có dấu hiệu ốm đi mà lại còn mập mạp nữa. Lạ một cái, trong xóm liên tục mất gà mất vịt, có đợt còn mất cả chó con nữa. Hôm đấy mấy ông hàng xóm thấy gà vịt mất liên tục nên rình canh xem ai là người ăn trộm, không ai khác chính là bà A. Ban đêm bà đi như bay á mọi người, bắt gà bắt vịt ăn sống luôn, cắn máu chảy nhễu nhão hết. Ông hàng xóm thấy vậy sợ nên lẻn vào trong nhà ngủ, đợi trời sáng xong họp bà con trong xóm lại, có cả cái chị kia luôn. Cái chị mà qua ở cùng bà A nhá thì mình tạm gọi là chị single mom đi. Cả xóm quyết định kêu chị single mom điện cho mấy đứa con cháu của bà A ở nước ngoài để xem mấy đứa đấy tính như thế nào. Mấy người đó cũng tin chuyện tâm linh nên nhờ mọi người giúp mời thầy đi xem, thì thầy nói bà A mất lâu lắm rồi, bên trong là con quỷ già hồi đó ở cái hố bom bị bom nổ chết nên sống ở đó. Nó đi quanh xóm thấy bà A yếu gần chết nên nhập vào người bà sống cho tới giờ. Ông thầy này nói ổng không đủ năng lực để xử lý, phải gọi cho sư phụ của ổng ở trên núi xuống. Sư phụ xuống tới nói là nó mạnh lắm rồi, tại uống máu chó máu gà vịt, nhưng nếu không xử lý kịp thời là một thời gian nữa nó sẽ xử lý luôn mẹ con chị single mom. Ông này bày kế kêu chị single mom sáng ra giả bộ quét nhà, xong lại gần giường bà dán bùa hay cái gì đó ở bốn cạnh giường, xong rồi mở hết cửa nhà ra chuẩn bị quan tài này nọ ở trước sân hết đi. Ông thầy bày bàn cúng ở trước sân thì bà ở trong nhà chửi độ mẹ, thả tao ra tao bóc cổ chết chết hết tụi mày. Rồi ông thầy ở ngoài càng làm phép thì nó càng đau đớn đứng dậy nhưng không ra được khỏi cái giường nên nó quậy đùng đùng ở giường á mọi người. Ông thầy lấy cái cây kiếm gì đỏ đỏ lấy ra múa nha mọi người, y chang mấy ông thầy pháp sư ở trong phim ma vậy đó. Xong ông thầy làm phép vô cái lọ gì nhỏ nhỏ, rồi bà A quậy một hồi tự động xỉu luôn. Vừa xỉu thì thịt của bà giã ra từng miếng húi hoắc luôn nha mọi người. Mọi người nín thở nhanh chóng hốt cái xác vô quan tài xong đi chôn luôn. Mà mọi người nghe xong những câu chuyện này có thấy sợ không ạ? Đây là những câu chuyện có thật đấy mọi người ạ. Nếu mà sợ thì đừng quên comment ở bên dưới nha, đừng quên like share và subscribe kênh của Ngân đây. Chúc mọi người ngủ ngon.